Mến chào của bác anh Trang đằng xa đã trở lại kênh Cây Kiển Bông Trang Bonsai Văn Úc kính mến. Hôm nay ngày mới, Văn Úc chia sẻ và giao lưu cùng với các bác anh Trang đằng xa một số cây kiển, bao gồm cây mai chiếu thủy da đen lá lớn, bonsai và thiên tế, lài cánh kép và lộc rừng dàn hương hoa thơm, và cây bạch thiên hương còn gọi là dành dành, và bông cùng bông trang. Muốn giao lưu cùng với các anh chị mình xa, mong các anh chị mình xa xem theo dõi chương trình ủng hộ. Văn Úc trân trọng cảm ơn. Chi tiết giao lưu với Văn Úc qua số điện thoại là 0349881409. Số đó là số giao lưu của Văn Úc đăng trên màn hình hay ghi dưới tiêu đề. Và địa chỉ ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Và chi tiết giao lưu cây đầu tiên, mã số 1, đó là cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Văn Úc sẽ nhờ đứa cháu đọc cùng giúp các anh chị xem theo dõi nha. Để tiếp theo là Nhân Úc sẽ xây chi tiết dài dòng và đo chi tiết cây mai chiếu thủy da đen mã số 1, phôi bonsai đại lùng lực rất đẹp nha các anh chị em. Đây các anh chị em xem cái bộ độ già của nó nè, nu cổ giống như nước da nó xù, nó lên nu cho các anh chị em. Đây rất đẹp luôn, bonsai lùng lực, bộ đế dắt chữ A, đều bốn mặt, con cóc luôn rồi, con cóc con luôn, cóc con nó nhảy. Rồi tiếp theo thì Văn Úc sẽ đo chi tiết chiều cao. Rồi con đo chiều cao đi, từ mặt bầu đến cái đỉnh của nó là được 4 tấc 2, thì đo hoành thân gốc nơi cậu đế. Hoành thân gốc nơi cẩu đế được vị trí đây được 52 hoành, nếu kể 51. Đường kính bầu, đường kính bầu là được 5 tấc. Cái bộ đế nó chọn chung con quay đo cái vòng quanh của bộ đế. Và tổng nội đế á. Tổng chung quanh nội đế sát cái này nè. Rồi, nội đế. Tổng cái nội đế là được 112 nha các anh chị em, tổng một đế 112. Cái bộ đế sổ từ đây xuống đây là tầm 2 tấc. Rồi cây mai chiếu thủy nu da đen. Mai chiếu thủy da đen lá lớn. Lên nu xù. Bonsai đại lùng lực. Em Úc giao lưu với giá là 1.500.000, 1.500.000. Em Úc bao ship toàn quốc. Cây này của bác anh chị em giao lưu trồng cái chậu kiểu đẹp thì khi nó ra chi tược của anh chị em uống chi cành nhạo cây kiển cổ thì rất là đẹp những anh chị em, hoa thơm. Rồi tiếp theo lúc đổi cây đến một cây số 2. Giờ nói tiếp Vũ giới thiệu đến một cây số 2. Vẫn là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn, bonsai lùng lực. Bộ đế nội đế trải đều bốn mặt những anh chị em. Bonsai lùng lực. Rồi tiếp theo là Nhân Úc sẽ đo chi tiết. Rồi, con đo chi tiết từ mặt bầu đến ngọn đi. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn của nó là được 3 tấc 3. Đo hoành thân vị trí cậu đế. Cây có hoành thân nơi vị trí nơi đây được 43, Nhân Úc kể 42 hoành. Bộ đế sổ từ đây xuống đây tầm 2 tấc. Đo chung quanh nội đế. Đo hào cái chung quanh cái nồi đế của nó là được 119 hoành, 119. Và đường kính bầu, đường kính bầu là được 4 tấc 7. Rồi đến với cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 2, bonsai lùng lực, Văn Úc giao lưu với giá là 1.400.000, 1.400.000, Văn Úc bao ship toàn quốc. Cây này rất là lùng lực nha các anh chị em, chất đế là rất là đẹp. Rồi nó tiếp Văn Úc đổi cây đến là cây số 3. Giờ nói tiếp Văn Úc giới thiệu đến mã cây số 3, đó là một cặp thiên tế, một cặp thiên tế nha các anh chị em.
Cây thứ nhất, anh Út sẽ qua xây chi tiết dài dòng. Cây này thì hôm nay nó đang nhú tược non nha các anh chị em. Thiên tế này tầm ít bữa nữa nó sẽ ra chồi non rất là đẹp. Và cây này cũng khá là già, cũng đang có những cái búp non của nó, đang có búp non rất là nhiều, tầm mười mấy hai chục cái con của nó nha. Rồi tiếp theo là chi tiết, rồi chúng ta chi tiết từ mặt bầu đến ngọn đây. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là được 6 tấc rưỡi, 6 tấc rưỡi phần thân. Phần thân vị trí nơi đây được hạo trên đây còn không được, ở trên đó đi, được 4 18, 4 tấc 8 này các anh chị em, 4 tấc 8 và được kính bầu. Đường kính bầu là được 4 tấc 2. Rồi, cây thứ nhất, tiếp theo chúng đổi cây thứ nhì và giá cả giao lưu cũng sẽ nói giá cả giao lưu cho các anh chị em yêu thích nha. Tiếp theo là cây thứ hai. Cây thứ hai cũng gần tương tự chi tiết giống cây 1A. Cặp số 3 nha các anh chị em. Rồi, chúng sẽ chi tiết dài dòng. Cây cũng đang có những cái mục con cũng rất là nhiều, cây cũng khá già. Rồi cây thiên tế số 2, cặp số 3. Tiếp theo là chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là được 6 tấc. Cho hoành thân. Thì có hoành thân được 4 tấc rưỡi, được kính bầu là được 4 tấc 6. Rồi đến cái cặp thiên tế mã số 3, em hút giao lưu với giá là 1.600.000, 1.600.000, em hút bao ship toàn quốc, 1.600.000 giúp bao ship toàn quốc, một cặp thiên tế mã số 3. Rồi, đứng lên đấy rồi bắt quay. Cặp rất là tương đối, rất xứng nha các anh chị em. Giao lưu trồng lên một cái cặp chậu cổ thì khi nó ra những cái đọt non lá này thì rất là đẹp. Rồi nó tiếp đi ngút đổi cây, đến mã cây số 4. Giờ nói tiếp là giống giới thiệu đến mã số 4, đó là một cặp lộc rừng, cây giống ương từ hạt, lộc rừng bông vàng hường hoa thơm nghe các anh chị em. Đây, cây nó có cái củ rất là duyên dáng luôn, các anh chị em vô lưu gì mình trồng nó lớn rồi thì có cái củ rất là đẹp nha các anh chị em. Đây là cặp lộc rừng vàng hường hoa thơm, lậu này rất là xiên bông nha các anh chị em. Nó nở quanh năm suốt tháng, thì theo cái mình chăm sóc các anh chị em, nó rất là nở thường bông luôn. À, đặc biệt thì qua nó màu vàng hường, qua thơm, rất là thơm. Đây là cặp cây giống mã số 4. Rồi tiếp theo là nhóm chi tiết. Cây có chi tiết chiều cao là 3 tấc 6, cây kế bên. Cây kế bên là nó 2 tấc. Rồi thì hoành gốc nó thì tầm bằng đầu đũa mình kêu các anh chị em, đầu đũa không ăn. Còn cái củ của nó là bằng ngón tay. Hãy so sánh của anh chị em hình dung nha. Thôi cái củ nó bằng ngón tay, củ nó tròn, duyên dáng. Thì Út giao luôn một cặp như thế này thì 600 ngàn. Một cặp 600, Út bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo Út đổi cây. Và nói tiếp đến mã cây số 5. Đó là một cây hoa lài. Hoa lài đơn cánh kép nha anh chị em. Hoa lài đơn cánh kép, một cốt chi tàn đa, còn gọi là tàn dù. Cây này cây cũng hiếm nha các anh chị em. Hiếm gì nó có độ thoát thân, nó thoát thân đến dây cành nó cao, chân dài. Một cái phơm tàn dù này rất là đẹp. Khi nó ra chi tược cái phơm tàn đều thì nó bông nó rất là thơm. Một chùm bông rất là đẹp nha các anh chị em.
Rồi, của bác anh chị em giao lưu gì mình trồng trước cửa nhà thì rất là thơm luôn. Rồi tiếp theo là Dân Úc sẽ chi tiết. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn. Được 1m14. 1m14. Tiếp theo là vành thân nơi cẩu đế. Đây nè. Vành thân nơi cẩu đế được 35 vành. 35 vành. Được kính bầu. Đường kính bầu là được 3 tấc 6. Thóc thân đến chì cành từ đây xuống mặt bầu. Thóc thân đến chì cành từ mặt bầu đến ngọn là được đến chì cành là đã 8 tấc 3 nha các anh chị em. Được kể 80. Cốt cành của nó gì ngăn đây được từ đây ngăn đây được 5 tấc, 4 tấc. Rồi đến cái cây hoa lài đơn cánh kép. Những hút giao lưu với giá là 1.600.000. 1.600.000. Giúp bao ship toàn quốc. Rồi nó tiếp cho hút đổi cây đến cây số 6. Rồi tiếp theo đến cây số 6 đó là cây trà Phúc Kiến. Có một cái dáng trực bay và có thể mình tạo dáng dáng đổ cũng được nha các anh chị em. Đây là dáng trực bay nè. Và có thể mình tạo thêm một cái dáng đổ cũng rất là đẹp luôn. Đây các anh chị em xem nha. Còn đè cái nhánh xuống cho bút quay coi. Đó, các anh chị em xem. Trực bay và có thể làm dáng đổ cũng rất là đẹp luôn. Cây có cụ đế khá là to. Cây cũng khá lâu năm các anh chị em. Đây, có thể làm một cái dáng đổ xuống nữa. Rất là dẻo, cây rất là dẻo luôn. Cốt cành thì nó tương đối có điều hết rồi. Rồi tiếp theo là chi tiết. Rồi con nơi cái cẩu đế đi. Đây, cũ. Cây có cái hoành thân cũ đế như vậy được 41, nhưng cũng kể 40. Đoạn này cái hoành thân 3 thân như thế này. Hoành thân lên được 3 tượng, nhưng cũng đo hào chi tiết là được 23. 23, tổng 3 thân. Và cái thân chính như thế này thì tầm mười mấy hoành của anh chị em. Tầm 10, 11 hoành. Rồi chiều cao, tiếp theo là chiều cao. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là 1,5 m của anh chị em ơi. Tới cái đoạn ngọn đọt luôn, 1,5 m á. Được kính bầu. Được 4 tấc. Rồi đến với cây trà Phúc Kiến lá lớn. Những hút giao lưu với giá là 1.200.000. 1.200.000. Những hút bao ship toàn quốc. Mã số 6. Rồi nó tiếp và Dân Úc đổi cây đến mã cây số 7. Cây cụ đế khá là to chứ. Đây. Rất là già rồi. Tiếp theo Dân Úc đổi cây đến mã cây số 7. Và tiếp theo đến cây số 7, đó là cây cơm nguội. Cây cơm nguội dáng trực, có một cái chi cành đổ, trực bay. Có một cái chi cành đổ. Cây đang cho bông cho trái nha các anh chị em. Đây là cái búp bông của nó nè. Quay tặng tường cho anh chị em xem nè. Nó đang đậu trái nè. Một cái chuỗi trái như thế này. Thì khi cây này nó phát triển nhiều tược đọt lá thì trái nó đùm đùm nha các anh chị em. Phối hợp những cái tiểu cảnh thì rất là đẹp luôn. Đó, nó đang đậu trái nè, các anh chị em xem nha. Đó, nhấp chân nè. Đó, cây này thì dáng trực có một cái chi cành bay đổ như thế này. Rộng chữ C. Các anh chị em vô lưu mà phối hợp những cái tiểu cảnh thì rất là đẹp, các anh chị em. Cây cơm nguội. Rồi, tiếp theo chúng sẽ xây dài dòng vào đó chi tiết. Cây cơm nguội mã số 7. Rồi. Tiếp theo chúng đo chi tiết hoành thân gốc. Nó ở đây đây. Cây có hoành gốc vị trí nơi đây được 19 hoành, lúc kể 18 hoành. Rồi chiều cao từ đây xuống đây. Chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến cái ngọn đỉnh của nó là được 6 tấc 2. Và cái cốt qua cành ba từ đây qua đây được 5 tấc. Thì được kính bầu. Kính bầu được 3 tấc 2.
Rồi cây cơm nguội mã số 7 Úc vô lưu với giá là 600.000. 600.000 Úc bao ship. Cây này thấy có một cái điểm lỗ ngoài da nơi đây nghe các anh chị em. Đó, đây thì khi bên đây thì nó đã phát triển được non là rất là ngon lành rồi. Nó có lỗ điểm lỗ bên đây chút xíu. Đây cái thân bên đây. Thì Úc vô lưu giá hữu nghị cho các anh chị em nha. 600.000. Được bao ship toàn quốc. Rồi nó tiếp những gốc đổi cây đến mà cây số 8. Rồi nó tiếp đến mà cây số 8. Đó là một cây bạch thiên hương, còn gọi là cây danh danh. Cây thuần mô nghe các anh chị em. Đây có một cái dáng trực, có một cành bay đổ như thế này. Cây đặc biệt thì cây củ đế tương đối đều bốn mặt. Dành dành qua thơm. Và tiếp theo là những xé chi tiết. Rồi cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn. Và được 9 tấc 6. 9 tấc 6. Cái cốt chi cành bay từ đây qua đây. Rồi được 6 tấc. Phần thân gốc. Phần gốc được 18 vành, 18 vành thân. Được kính bầu. Được kính bầu là 3 tấc rưỡi. Rồi đến với cây dành dành mã số 8. Nhân Úc giao lưu với giá là 800.000. 800 nhân Úc bao ship toàn quốc. Cây này thuần ngô thuần chậu nghe các anh chị em. Úc vừa cắt cốt cành thúc lại nè. Đây là chi tược nó đang ra tược non các anh chị em xem nè. Đây. Đang lú mầm thuần non. Cây này rất là thơm, các anh chị em giao lưu gì mình trồng lên một cái chậu kiểu mình trồng trước cửa nhà thì rất là thơm các anh chị em. Mà cây này có vị thuốc nam rất là quý luôn. Rồi tiếp theo Úc đổi cây đến mã cây số 9. Rồi tiếp theo Dũng giới thiệu đến mã cây số 9. Đó là một cây bông trang có tên gọi là Pháp Son. Cây thuần chậu nha các anh chị em, cây thuần chậu. Cây bonsai. Cây có củ đế đẹp. Dũng sẽ chi tiết dài dòng và quay mặt bông cho các anh chị em xem chiêm ngưỡng nha. Yêu thích thì giao lưu với Dũng. Rồi. Đây là mặt bông của cây Pháp Son. Chân màu son nha các anh chị em. Đây, và mặt bông nó màu vàng như thế này, vàng anh, rất là đẹp. Cánh bông nở to, thì loại này rất là xiên bông xiên hoa các anh chị em. Em Út vừa bấm đọt để cho nó ra chi tược đều và nó ra gộ một cái lượt bông thì rất là đẹp luôn. Đó, điển hình như bông này mà nó ra độ gộ đều hết thì một cái form tàn tròn như thế này rất đẹp các anh chị em. Đây, mặt bông rất là vàng, chân màu son, rất đẹp. À, củ đế nó của anh chị em xem nè. Đây. Củ đế nở giống như đế mai của anh chị em. Đó. Điều bốn mặt, củ đế nở dách chữ A. Rồi nói tiếp thì Úc sẽ đo chi tiết. Rồi, chúng ta chi tiết đi. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là được 4 tấc. 4 tấc tán ngang. Tán ngang được 4 tấc 4 và hoành thân gốc. Hoành thân gốc được 9 hoành yếu, kể 8 hoành. Gốc thân đến chi cành là tầm 5 phân. Cây này của anh chị em giao lưu vì mình trồng cái chậu chậu kiểu mình để bàn là rất đẹp nha các anh chị em. Đây, cây đang lên gông nữa nè. Phối hợp những cái tiểu cảnh rất đẹp luôn. Rồi đến với cây trang Pháp Son mã số 9. Giá gốc giao lưu với giá là 400. 400.000. Nếu vào ship toàn quốc. Cây rất đẹp các anh chị em. Cây thuần chậu. Có anh chị em giao lưu gì thì mình trồng cái chậu thì mình chỉ có chăm sóc tưới nước và mình chiêm ngưỡng mặt bông nha các anh chị em. Rất là đẹp luôn. Và đến với cây trang Pháp Son mã số 9.
cũng là cây clip ngày hôm nay. Thì ngày mới Dân Út kính chúc toàn thể của ba anh chị em gần xa đang xem kênh được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và cùng lời chúc tốt đẹp nhất của ba anh chị em gần xa xem kênh, yêu mến kênh, cho Dân Út một đăng ký và một like, một chia sẻ, đặng Dân Út có động lực sưu tầm những cây kiển độc lạ nhiều đến thế, đăng lên Tubi cho của ba anh chị em xem nha, và đón những video mới nhất. Mến chào của ba anh chị em và hẹn của ba anh chị em những clip video tiếp theo.